buông xuống thì toàn thể thân thể của chúng ta pháp sư đạo chứng nói là gì, toàn thể thân thể chúng ta buông lỏng ra để ở trong trạng thái tự nhiên, giống như người học võ bên ngày xưa chúng tôi đi học cái võ Vĩnh Xuân Tiền đó, nó dẻo, rất là dẻo. Thân thể chúng ta dẻo rồi, bắt đầu câu thứ nhất chúng ta niệm A Di Đà Phật, đó tay lên đã từ từ đã làm gì mà ghê thế. Một câu nhìn thầy đã này, nhìn thầy này, bắt đầu câu thứ nhất này, tay buông xuống, buông thẳng, người đầu ngón tay chúng ta đi xuống nước gọi là gì, sát âm, tức là chúng ta đưa hết xuống dưới âm, âm từ dưới đất đó, dương tức là trên trời, âm từ dưới đất. Khi buông xuống thẳng như vậy, bắt đầu chúng ta câu đầu tiên A Di Đà Phật, đó thầy lên tay áo thầy lên tí nhá, để cho chúng ta sẵn tay áo để chúng ta nhìn thấy nhá. Khi lên đó thì bắt đầu lên tay chúng ta nắm là hai bàn tay, đó là gì ạ, âm. Khi mà buông ra hai tay chạm vào nhau và mười đầu ngón tay buông ra như thế, như là ta xem chắc trước ngực chúng ta như thế này, đó, đừng cao quá, đừng xa quá, đừng hướng xuống. À, chúng ta lên này, hai ba chúng ta cùng lên này bạn này, A Di Đà Phật, đó là bài lần này, từ từ thầy làm có một chúng ta có một thôi, thầy muốn làm thầy cả thầy nữa mệt lắm. À, làm lại này, hai ba, A Di Đà Phật, đó tiếp tục làm lại tiếp, hai ba, A Di Đà
chúng ta làm phải đều, bắt đầu chữ A thì chúng ta mới động tay. Và đến chữ Phật chúng ta đưa tay làm sao mới nhìn nhàng, đến chữ Phật mới chạm tới. Và chữ A cũng bắt đầu mới khởi đưa xuống, và đến chữ Phật mới dừng, đến điểm dừng. Thì 1.000 người thì đều tâm đắc 1.000. Cái đứng trên này thì nhìn thì mê hồn luôn. Đó, chúng ta làm lại 2, 3. Mới có mít mới ba mới buồn ngủ rồi.
thấy lắm. Tôi sắn tay lên ai mà ngủ tôi xuống cả lưng. À, nào, bắt đầu nào. Ở trong làm lại cái lần đầu tiên này. Ai ta A-mi-đà Phật, A-mi-đà Phật, A-mi-đà Phật, A-mi-đà Phật. Cảm ơn số nào. A-mi-đà Phật, A-mi-đà Phật, A-mi-đà Phật, A-mi-đà Phật. Phật lên từ từ. Cái này pháp sư đạo chứng không có đâu. Pháp sư đạo chứng thì chỉ
dạy lễ và cái lên lễ xuống cái kiểu như vậy thôi. Nhưng còn những cái động tác này là thầy chế thêm vào. Con người Việt Nam chúng ta lắm khi là học hỏi ghê lắm. À, nhưng mà học hỏi nó là lợi ích đấy. Lợi ích ở đây là để buộc tâm chúng ta vào. Buộc tâm vào đâu? Khi mà bắt đầu chúng ta niệm như vậy mà chúng ta để tâm lên đây khác một cái là mất động tác này. Là chúng ta bắt đầu tắt tay lên trước người. 24, 2, 3. Chúng ta lễ Đức Phật Ami Đà như vậy là chúng ta cũng quán tưởng là
sư phụ của chúng ta đó là Đức Phật A Di Đà cũng đặt hai bàn chân vô lượng tướng hảo phúc đức trang nghiêm của ngài lên hai bàn tay của chúng ta. Đấy, quán tưởng như vậy, sau đến hết hơi đó thì bắt đầu chúng ta lại nắm lại, hết hơi đó chúng ta nắm lại, thầy làm hơi đó lễ luôn cho các vị xem này, bắt đầu lễ này, các vị xem đây. A Di Đà Phật. Rất nhanh chóng.
các cụ mà ngồi niệm á, ngồi mà niệm được 10 tràng niệm Phật á, cảm thấy cái lưng của mình á, nó đau nhất, chân của mình nó mỏi vô cùng. Nên các cụ này thì chỉ cần là có mấy lễ thôi là được 10 tràng rồi, hơn 3 lễ một chút thôi. Amen.
các Phật tử là gì? Muốn cho nó sát đất ngay, cho nên là đầu gối hơi trùng trùng xuống đằng trước, đầu gối không được trùng xuống đằng trước như thế này, mà đầu gối thì phải để gì? Để căng, để căng thì chúng ta thấy lúc đầu là hơi gì? Hơi căng cái dây thần kinh ở bên này á, thì nó mới chữa được cái bệnh khớp. Chứ không phải là chúng ta thấy căng căng như vậy, chúng ta trùng trùng xuống như thế này, trùng trùng xuống thế là không đúng. Mà chân của chúng ta phải thẳng, thẳng xuống và chúng ta kéo nó ra đằng sau. Chúng ta xuống được bao nhiêu xuống? Đấy còn một vài ngày, một vài tuần rồi chúng ta sẽ chạy được đất thôi. Còn lúc đầu nó xuống thế này cũng được. Đó. Đây là cái lối này. Cái lối với Phật tử này. Cái lối lên nữa này. Cái lối lên đó. Lên thì nó phải từ từ. Các Phật tử này. Lối thì người ta bảo là đến câu thứ hai mới đứng lên hết mà. Nhìn thầy này. Khi xuống lên nha, khi xuống nha. Câu thứ hai của cái hơi đó thì mới thì đầu gối mới chạm đất cơ mà. Thế nào mà nhìn ngang rồi nhìn này. A-mi-đà-phật. Nó nhìn ngang khi lên đó. Khi lên thì nó cũng nhìn ngang như vậy nhưng mà khi lên được. Để dương đó thì cái áo bị thẳng thật, cái này là thật thì đây đứng lên như vậy mà mình hết câu đầu mình đứng thẳng lên vẫn được xuống là một câu đầu tiên là a ni đà phật thế là câu thứ hai cái thức ngồi chờ người ta đó. Thế là động tác đó là những động tác nó có thể sai đó, còn mới nó như vậy đó. Thì thầy làm lại một câu hoàn toàn chúng ta sẽ nhìn một cái hoàn toàn sau đó chúng ta vào thực hành luôn để nhìn không? Nhìn cái nhìn nhà nhé, nhìn cái nhìn nhà về chúng ta xem một cái đĩa, dễ chuẩn đó, bắt đầu. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Amen.
ngồi xuống. Lên. Amen.
Amen.
Thì bắt đầu lên, tay chúng ta nắm là hai bàn tay,
đó là gì ạ? Âm, khi mà buông ra, hai tay chạm vào nhau và người đầu ngón tay buông ra, cái thế như là ta xem chắc chân được chúng ta như thế này. À, đừng cao quá, đừng xa quá, đừng hướng xuống. À, chúng ta lên, hai ba chúng ta cùng lên này, bạn này. A Di Đà Phật. Đó, bạn phải làm này. Từ từ, thầy nào có một chúng ta có một thôi. Thầy muốn làm thầy cả thầy nữa, mệt lắm. À, làm lại này. Hai ba. A Di Đà Phật. Đó, tiếp tục làm lại tiếp. Hai ba. A Di Đà. Hết thời thì nhắc nha, tiếp tục.
Thầy quay ngang lại cho chúng ta dễ nhìn một chút, chắc chéo một chút nha. Quay thứ hai. Thì khi đi xuống á, khi đi xuống thì cũng xuống từ từ. Thầy bắt đầu từ thầy xuống, chúng ta cứ nhìn á. Amen.
hơi rồi. À, chúng ta làm lại cái đấy mấy lần. Chúng ta khi lên đó, thì chúng ta phải lên gì ạ? Phải lên từ dưới gì? Phải lên từ cái xương sống của chúng ta lên. Lên tới nơi thì cái câu cuối thì chúng ta mới gì? Ngửa cổ ra hơi ra đằng sau một chút như thế này. Đứng hơi thẳng lưng, đứng hơi thẳng lưng ra. Không, không như mấy cụ ở dưới là thế này đâu. Không thế này, thầy có thế đâu. Thầy vừa là thế này nhưng mà hơi lên thế này chứ không có thế này. Đó. Sau này mà mỏi cổ thì bảo là học ở đâu? Mà là xin cái mình mỏi cổ ra bảo thầy cảnh viên đấy. Khổ lắm, để ý vào. Nào, chúng ta bắt đầu nào. Bắt đầu hơi thứ ba đi xuống nào. Hai, ba. Amen.
Chỗ này chúng ta đứng dậy để làm vài lần cho quen. Các cụ mà đứng là hơi khó một chút không sao, cố gắng một chút đi, xong rồi sau này sẽ cái chân các cụ khỏe hơn nữa, không cần phải đi tản bộ ngoài đường. Các cụ mà để đi học về cái này, các cụ buổi sáng các cụ không cần phải đi tản bộ đi thể dục, có băng thở các cụ cứ làm cho 30 phút, cái mồ hôi ướt đẫm hết cả bên xương sống lưng, xương lưng, xương lưng của các cụ, xong rồi vào lau đi học, đi tắm nước nóng, thế là phải. Tôi vì nhiều việc quá cho nên hơn một năm nay là không lễ được, sức khỏe nó kém đi, mấy năm trước là lễ được luôn, sức khỏe tốt lắm. Chắc từ giờ ta cũng phải đồng hành với các Phật tử, chứ không có cái ốm đau suốt thì nguy hiểm. Bắt đầu đi xuống nào. Khi đi xuống các Phật tử biết là để lưng mình phải thẳng, chứ đừng có cung cung thế này, đừng cung cung thế này mà xuống. Mà lưng chúng ta này, lưng phải thẳng đứng như vậy mà xuống, theo cái hình trục đứng thẳng này, đầu gối thì xuống này. Bước đầu hơi khó một chút thì các cụ cứ từ từ đi, dần dần chân thì nó khỏe, bước đầu cái chân bây giờ các cụ chân đang yếu thì nó sẽ run run nhưng mà rồi dần dần nó khỏe. Đó, nào chúng ta xuống nào. 2, 3. Tay trên tay lúc này đang cung thẳng xuống đúng không? Hơi thứ sáu tay lên này, tay lên này, tiếp được này. À, nhìn thấy đã. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nhẹ nhàng như vậy, nhẹ nhàng như vậy nào. Chúng ta cung tay xuống và tất cả bắt đầu vào hơi thứ sáu nào. 2, 3. Chắp tay lên để làm hơi thứ bảy này, hơi thứ bảy đi xuống là 2, 3.
thế nó cứ từ từ như vậy mà không có mệt. Là chúng ta bắt đầu lại quỳ xuống, chúng ta làm lại để chúng ta lên. Quỳ buông buông chân ra đằng sau, buông 10 đầu ngón chân ra đằng sau như cái hơi thứ 6 tắt đe lên. Hơi thứ 7 ra đây, hơi thứ 7 bắt đầu là 2, 3 thế này. Amida, Amida, Amida.
chân khi các Phật tử cúi xuống như thế này á, các Phật tử là gì, muốn cho nó sát đất ngay, cho nên là đầu gối hơi trùng trùng xuống đằng trước, đầu gối không được trùng xuống đằng trước như thế này, mà đầu gối thì phải để gì, để căng, để căng thì chúng ta thấy bắt đầu là hơi gì, hơi căng cái dây thần kinh ở bên này á thì nó mới chữa được cái động khớp. À, chứ không phải là chúng ta thấy căng căng như vậy, chúng ta nó trùng trùng xuống như thế này, à, trùng trùng xuống thế là không đúng, mà chân của chúng ta phải gì, phải thẳng, thẳng xuống và chúng ta kéo nó ra đằng sau, chúng ta xuống được bao nhiêu xuống. Đấy mà một vài ngày, một vài tuần rồi chúng ta sẽ chặt được đất thôi, còn bước đầu nó xuống thế này cũng được. Đó, đây là cái lối này, cái lối với Phật tử này, cái lối lên nữa này, cái lối lên đó, lên thì nó bị từ từ, các Phật tử này, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mới thì người ta bảo những câu thứ hai mới đứng lên hết mà, vì thầy này, khi xuống lên nhá, khi xuống nhá, câu thứ hai của cái hơi đó thì nói thì đầu gối bị chạm đất cơ mà, thế nào mà nhìn nhàng rồi nhìn này, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nó nhìn nhàng khi lên đó, khi lên thì nó cũng nhìn nhàng như vậy mà khi lên được. Mình hết câu đầu mình đứng thẳng lên đất rồi. Xuống là một câu đầu tiên là A Di Đà Phật, thế là câu thứ hai cái thức ngồi chờ người ta. Đó. Thế là động tác, đó là những động tác nó có thể sai. Đó, còn mới nó như vậy. Thì thầy làm lại một câu hoàn toàn chúng ta sẽ nhìn. Chúng ta nhìn một cái hoàn toàn. Xong đó chúng ta vào thực hành luôn. Để nhìn hơn. Nhìn cái nhìn nhàng ấy, nhìn cái nhìn nhàng về chúng ta xem một cái đĩa đất. Dễ chuẩn đó, bắt đầu. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Yeah.
Amen.
Đúng nhịp nhàng sạc đế
mô A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. No.